này bơm nước vô ruộng á. Được rồi, ai đồ à. Tới tôi à. Ờ, phê. Ê, nóng quá. Một con, đúng rồi. Rồi rất thẳng luôn rồi á. Còn con nữa đâu? Rất con nhớ bạn. Còn con nữa đâu anh Đằng? Trời ơi, con nữa nó bay rồi sao? Rất con nhớ bạn. Nó nhựa này. Bắn hơi xa anh Đằng à. Thấy nó rớt chưa? Rớt thẳng xuống á. Rớt chỗ nào? Nó chết ngắt luôn rồi. Đây nè, ngay lỗ trống này luôn anh nè. Để em vô em kiếm con kia nha. Hả? Đây lên lụm đúng không? Thấy chưa? Đi ngược lại ra đi, bên đó không ra được đâu. Lụm được rồi nha các bạn. Tuyệt vời. Cua ngói hay cua cườm? Nói à. Xuyên đầu. Con mái đúng không? Thấy nó rớt liền à. Ù ngói u nu luôn ha. Em bắn trúng con mái mà con trống nó sao nó không có bay lại ta. Các bạn. Trống nó chê con này xấu quá. Đúng rồi. Con mái nè. Bự ghê không? U nu luôn. Rồi tuyệt vời. Lên đường tiếp ha. Đi. Mày lụm anh à. Ơi còn bay cơ. Chơi. Ê chơi mất dạy. Trời má nó bẻ. Chơi. Rồi vô phố. Nhưng mà nó rớt à. Đi. Rớt rồi đó. Rồi. Bay nữa hả? Rớt rồi. Để em vô lùm á. Rớt rồi nha các bạn. Thấy chạy xe vô được nè. Em đi lùm chắc. Thôi, để em xuống cho. Dạ, anh đứng đây đi, em chạy xe vô cho. À các bạn. Rồi, còn bay luôn. Trời, nó còn sống các bạn. Dí nó bay ra tới cây tre kia rồi. Rồi, đủ. Cua ngói á. Cái cua ngói nha các bạn. Anh mình bắn. Ui, bay luôn rồi. Đâu ta? Đâu? Ôi cua thần kinh rồi. Đẹp quá. Ở đây nè. Cua ngói. Ôi cua ngói nha các bạn. Em. Một cua ngói. Nó thèm ghê á. Ghê không? Thấy anh Đằng ghê rồi đó. Xuống đất hả? Rồi một con. Em anh Đằng ơi. Anh Đằng này sao á? Hả? Nằm mấy ghê sao á. Nha các bạn. Cú nhí nha các bạn. One hit V1 nha các bạn. V1. Tuyệt vời. Anh Đằng nghe các bạn. Anh Đằng luôn nha. Không phải mình bắn đâu nha. Cái này anh Đằng bắn ghê quá. Hai cú ngói nữa các bạn. Hai con này đang ngay. Một con. Từ, con.
lên cây rồi, lên cây, lên cây. Thấy nó còn á, từ từ. Đứng yên anh nào. Nó đậu nữa đó. Đậu chưa? Có con rồi nha các bạn. Đâu? Đậu đâu đó đó. Thấy không? Thấy làm luôn đi. À, rồi. Con. Lụm ấy. Êm cu. Quá ta. Nó nhựa nha các bạn. Nè đang đưa cho anh Cường cất đi. Con kia nó đang bay vòng vòng anh Cường. Nó lại nữa không biết. Bay mạnh xương qua đầu luôn hả? Ghê vậy? Rồi ok. Để vô đây nhá. Im. Nó đậu trên mỏm đất nè các bạn. Rồi lại bắn nữa. Rồi, lụm luôn rồi. Rớt rồi nha các bạn. Bay nữa kìa. Trời. Cái cọng lông nó đây nữa các bạn, không biết nó rớt đâu rồi. Đây là trời. Không thấy rồi các bạn ơi. Kiếm quá trời luôn mà không thấy rồi. Nó bay vô hướng mẹ chết rồi. Mới bắn được con cò nữa các bạn. Anh Đăng đang lấy kìa. Nó đậu dưới đây nè, bắn vô đó. Ngay bùi chuối á. Đó. Nó chạy kìa các bạn. Thấy không? Đó, nghe đây nè. Ông chiến chưa được nữa. Thấy không ạ? Bắn bằng nánh nhựa nha. Bắn bằng cây này nè. Một con cò. Lụm lúa liền. Bắn cái gãy chân hả? Gãy chân đúng không? Gãy chân không ạ? Chắc dính cánh nữa nó mới không bay. Đúng như đây nè. Ừ. Êm nha các bạn, tuyệt vời. Rồi đi, đi tiếp tục. Rồi anh cầm luôn nha. Ok. Dí chạy mệt thở. Má mệt. Lụm chim mới cực nha các bạn. Bắn là một chuyện mà lụm là một chuyện. Chỉ là cuốn nhí thôi mà. Căng thẳng quá vậy. Thấy chưa, em nói tắm chi giờ đi lụm nữa nè. Đứng cái tướng nào mà xuyên đôi được. Ôi cu non, bỏ đi. Kiếm cùng em. Hả? Kiếm cùng em. Hai con mới ra tổ à. Hai cu non dưới đây nè bạn. Bị con đó bắn lên chút nhúm à. Nhỏ xíu hả? Không có dây điện đâu bà. Ôi chết. Nó nổi rồi. Gớt đi ông nội. Trời. Má ơi. Trời. Lượng đi chứ. Lượng ra. Ra không? Bắt xăng gớt đi ông nội. Gớt rồi. Thấy chưa?
rồi. Làm xe đỡ đi. Bay vô tuốt hàng dừa trong kia luôn rồi. Có tay. Đội ná này bắn dính luôn. Chịu nổi không? Anh đang chịu nổi không? Quanh hít nha các bạn. Nó nhựa đứt dây bố rồi. Bến kìa. Ngay tàu dừa xuống, tàu dừa khô xuống. Kìa có cái cầu kìa, cho qua đi, để xe lại. Đi. Nào gì chổng lâu rồi? Thì đi theo con cua ấy bắn á. À. Con nhí này. Ná đi đứt lấy quanh hít bắn luôn. Lùm luôn. Cây nữa mày. Mới theo đây. Ôi, rụng. Một con. Còn con nào nữa không ta? Rụng của cường nữa bạn. Đây nè. Ý, ngon. Để nó thay đồ nó cùng. Em go, em go, em go. Ờ, ai đâu có tùng rồi. Bụi quá, bụi quá. Ôi, cu thần kinh ông ơi. Bi tám mà vô con này là bấy rồi. Hả? Bi tám mà vô đây chỉ có bấy thôi. Không thấy không ta? Thằng Cường bắn đi. Đây. Bắn điên cửa rồi, ông thấy con khác. Em thấy con khác. Rồi, trúng. Trúng rồi đó. Nó không gớt hết chứ. Ai biết. Con này đã ăn 2 viên rồi mày. Ừ. Đấy, quay lại. Con đó con ghệ. Ôi nó con đó ăn 2 viên mà không rớt. Anh Cường viên em viên. Nó buồn thiệt chứ. Mình tiếp đi. Coi như là mình xui đi.